ngày huấn luyện viên Shin Tae-yong lập kỳ tích ở châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng ăn mừng tại Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yong và huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang được hưởng niềm vui theo những cách rất khác nhau. Thời gian vừa qua, truyền thông Hàn Quốc thường xuyên so sánh huấn luyện viên Shin Tae-yong với huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi vị thuyền trưởng bên phía U23 Indonesia dẫn dắt các học trò lọt vào tứ kết giải U23 châu Á. Rạng sáng nay ngày 26 tháng 4, huấn luyện viên Shin Tae-yong tiếp tục tạo nên cơn địa chấn khi giúp U23 Indonesia đánh bại Hàn Quốc trên loạt luân lưu, đoạt vé vào vòng bán kết giải U23 châu Á. Hành trình mà U23 Indonesia đang trải qua đang khá giống với chiến tích cũ của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo tại giải U23 châu Á 2018. Tối qua, trên mạng xã hội cũng chia sẻ clip ngắn về huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông cùng các cầu thủ của câu lạc bộ Bắc Ninh ăn mừng sau khi giành chiến thắng trước câu lạc bộ trẻ SHB Đà Nẵng 2-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này giúp câu lạc bộ do ông Park làm cố vấn đã leo lên đứng đầu bảng tại giải hạng nhì. Theo đoạn clip ngắn, có thể thấy các cầu thủ vẫn gọi huấn luyện viên Park Hang-seo bằng thầy. Các thành viên trong đội cùng thầy Park nâng cốc và hô vang Bắc Ninh vô địch. Cho tới thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là huấn luyện viên dẫn dắt một đại diện thuộc khu vực Đông Nam Á giành thành tích tốt nhất ở đấu trường U23 châu lục. Hiện huấn luyện viên Shin Tae-yong bên phía U23 Indonesia cũng đang đặt ra mục tiêu giành chiến thắng ở bán kết để lọt vào chung kết. Nếu mục tiêu đó thành công, vị thuyền trưởng của U23 Indonesia sẽ san bằng được thành tích của người đồng nghiệp Park Hang-seo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.